Uống đi. Uống thuốc này xong, ta sẽ thành võ lâm cao thủ. Uống đi. Đại sư huynh, sao vậy? Thuốc này sẽ không có độc chứ? Có độc. Sao lại có độc chứ? Nếu như không có, vậy mời sư huynh uống trước một hớp. Được. Sư muội quả nhiên không hổ là cao thủ giang hồ, làm việc cẩn thận, không lộ sơ hở. Ta với sư huynh không thân cho lắm, lần đầu gặp mặt, không thể không phòng. Tốt. Sư muội quả nhiên trí dũng song toàn, khiến người ta bái phục. Hèn chi triển chiêu đồng ý kết bái với muội. Đừng có nói mà không làm. Uống mau đi. Được. Muội nhìn cho kỹ đấy. Nhà đầu quỷ quái, ngươi cũng coi thường Lôi Tinh Hà quá rồi. Nếu ta không chuẩn bị chu đáo mọi thứ, sao có thể qua mặt được ngươi? Thế nào? Xin lỗi, ta đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Sư huynh chớ trách. Không trách, không trách. Sư muội hành tẩu giang hồ, cẩn thận tỉ mỉ, đây vốn là chuyện nên làm. Nào, uống đi. Ta uống. Đệ triển chiêu, người tới làm gì? Sư huynh, huynh cho cô ấy uống thứ gì? Thuốc đại bổ. Chỉ sợ không phải thuốc bổ. Sao vậy? Chẳng lẽ để cho rằng nó là thuốc độc? Triển chiêu, ngươi đừng đổ oan cho người tốt. Lúc nãy đại sư huynh uống thử rồi, sao có độc được? Cô không hiểu đâu. Biết đâu huynh ấy đã uống thuốc giải từ trước, đã muốn đổ tội, nói gì không được. Sư muội, thật tiếc cho chén thuốc quý giá này. Triển chiêu, đền đi. Sư huynh, sao huynh lại làm như vậy? Phu nhân điên bị bắt, đại phu bị giết, chôn thuốc nổ bờ sông, tất cả là do huynh làm. Đúng là đáng sợ. Để nói gì thế? Có chứng cứ không? Nhân chứng vật chứng bị huynh tiêu hủy hết rồi. Trong lòng huynh tự hiểu. Không có chứng cứ, vậy không phải là ngậm máu phun người sao? Sư muội, muội nói một câu trúng trọng tâm luôn. Từ nhỏ tới lớn, ta coi sư huynh là anh hùng từ bảo an dân. Những hành vi của sư huynh bây giờ khiến Triển Chiêu rất đau lòng. Đệ cũng đề cao ta quá rồi. Bây giờ Lôi Tinh Hà ta chẳng qua chỉ là một bổ đầu cỏn con, dĩ nhiên không xứng xưng huynh gọi đệ với Ngự Tiền Đới Đao tứ phẩm hộ vệ đây. Hôm nay là sư đệ Triển Chiêu công nhận sư huynh Lôi Tinh Hà này. Ta cũng không còn gì để nói. Triển Chiêu, ngươi quá đáng đi. Hôm nay cắt áo đoạn tình, ngày sau gặp nhau trên công đường. Đi. Ngươi. Đã tới rồi còn muốn đi sao? Ta vốn dĩ đâu có muốn đi. Mình muốn làm gì? Ta không thể để người tới phủ khai phòng báo án. Lôi Tinh Hà, đi mau. Bổn công chúa lệnh cho hai người dừng tay. Công chúa, cô nói bậy gì đó? Đại sư huynh muốn làm gì? Công chúa Triệu Linh, ta nên sớm nghĩ ra mới phải. Sư huynh, huynh bây giờ lại nhận ta là sư huynh. Đại sư huynh, mau buông tay ra đi, câm miệng. Lôi Tinh Hà, mau thả công chúa ra. Thả ra. Thân phận của cô ta cao quý cỡ nào, sao ta có thể dễ dàng bỏ qua?
họ Lôi kia. Thì ra người xấu xa tới vậy. Triển Chiêu, mặc kệ ta, giết hắn đi. Nếu người dám động tới sợi tóc của công chúa, Triển Chiêu sẽ bấm ngươi ra thành ngàn mảnh. Lôi Tinh Hà chẳng qua chỉ là một bổ đầu cỏn con, sao có thể vô lễ với công chúa. Ta chỉ muốn mời cô ta ở lại đây vài ngày. Ta không muốn cô sẽ đồng ý thôi. Lôi Tinh Hà, quan có đầu nợ có chủ, làm khó một cô gái như vậy, còn là anh hùng hảo hán gì? Vì ngươi là ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ, nếu công chúa có chuyện gì bất đắc, chỉ sợ ngươi cũng mất đầu như chơi. Ngươi muốn cái đầu của ta thôi, mau thả công chúa ra, ta sẽ hai tay dâng cho ngươi. Hay cho một trung thần bái phục. Triển Chiêu, đừng mà. Triển Chiêu nói được làm được. Ngươi thả công chúa ra trước. Lôi Tinh Hà cũng nói được làm được. Ngươi cắt đầu của mình xuống trước, ta sẽ thả người. Không, Triển Chiêu, đừng mà. Công chúa, sau khi Triển Chiêu tự cắt đầu, xin công chúa hãy mau chóng hồi cung. Bớt nói nhảm đi, còn không mau động thủ. Đồ khốn kiếp, Triển Chiêu, ngươi vẫn còn giận ta sao? Được rồi mà, đều là lỗi của ta. Ta không biết suy nghĩ, dẫn sói vào nhà, liên lụy tới ngươi. Ta xin lỗi ngươi chịu chưa? Xin công chúa thứ lỗi. Triển Chiêu còn đang nghĩ tới Lôi Tinh Hà. Cái tên khốn kiếp đó còn nghĩ tới làm gì? Ngay từ nhỏ, Triển Chiêu đã coi của nấy là thầy là cha. Không ngờ hôm nay, tình nghĩa mấy chục năm qua mất trong thoáng chốc, khiến người ta xót xa. Ta về sẽ tấu lên hoàng huynh, băm hắn thành trăm mảnh. Đúng, xin công chúa mau chóng về cung, tấu rõ với thánh thượng. Được. Triển Chiêu, ngươi gài bẫy ta. Ta về cung là tự chui đầu vào rọ. Công chúa, giang hồ hiểm ác người cũng thấy hết rồi. Giang hồ hiểm ác còn có người bảo vệ, chứ ta ở Liêu Quốc chịu khổ thì lấy ai để ta kể khổ? Triển Chiêu chỉ sợ công chúa lại xảy ra chuyện phụ lòng hoàng thượng. Ngươi không nhìn thấy lúc nãy ta một cước đá Lôi Tinh Hà loạn trạng luôn sao? Hành tẩu giang hồ ta làm được, yên tâm. Cáo từ nhé. Công chúa, công chúa, người không muốn gặp Thiếu Kiếm Ba sao? Hắn đang ở đâu? Đang bị nhốt trong Đại Lao Phủ Khai Phong. Người bắt hắn rồi sao? Có công chúa làm chứng, Triển Chiêu dĩ nhiên là phải bắt. Nếu ta làm chứng hắn không phải là hung thủ thì sao? Nếu công chúa muốn cứu hắn thì chỉ còn cách giải thích với Bao đại nhân. Ngươi tưởng ta sợ Bao Chửng sao? Đi, công chúa. Chẳng lẽ người không sợ bị đưa trở về cung à? Mặc kệ đi, bây giờ cứu người quan trọng hơn. Mời công chúa. Phủ Khai Phong, công chúa điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Bình thân, tạ ơn công chúa. Công chúa được bình an, Bao Chửng đã yên tâm rồi. Bao đại nhân, nghe nói ngài nhốt Thiếu Kiếm Ba vào đại lao rồi. Bẩm công chúa, Thiếu Kiếm Ba dính tới vụ mưu sát thái giám Lưu Du, đã bị nhốt chờ xét xử. Hắn không phải hung thủ, ta có thể làm chứng. Bẩm công chúa, bản thân Thiếu Kiếm Ba đã công khai thừa nhận hết rồi. Hắn nói dối. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Nghĩ là bổn công chúa đang che giấu cho hắn sao? Bao Chửng không dám. Thiếu Kiếm Ba có tội hay không, còn phải mở công đường xét xử mới định tội được. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Bẩm công chúa, hắn đang ở trong đại lao. Bổn công chúa muốn gặp hắn. Bao đại nhân có đồng ý không?
Thiên hạ này đều là đất của hoàng thất, công chúa muốn đi có gì không được? Ta muốn đi gặp Thiếu Kiếm Ba, mời dẫn đường. Người đâu? Đưa công chúa tới Đại Lao. Cô tới làm gì? Các người ra ngoài hết đi. Dạ. Rốt cuộc cô là ai? Ta là hiệp khách Đông Hiệp Triệu Linh. Cô có thể lệnh cho Ngục Tốt rời đi, không phải là tầm thường. Được thôi, nói thật cho người biết, ta chính là... Nhưng người phải giữ bí mật đi. Ta chính là Bao Đại Nhân. Đừng thấy mặt ta trắng mà lầm là ta giống mẹ đấy. Cô đi đi. Ta tới để cứu ngươi. Ta chỉ có một điều kiện, sau khi ra ngoài ngươi nhất định phải dẫn ta theo. Chúng ta liên thủ cùng nhau kiêu ngạo giang hồ. Ta không muốn nghe cô lải nhải nữa. Ngươi đã giết thái giám tổng quản sẽ bị cẩu đầu trảm đấy. Không cần cô bận tâm. Được, ngươi không cần ta bận tâm. Chẳng lẽ ngươi cũng không bận tâm vợ con mình? Nếu ngươi chết rồi, họ không còn nơi nương tựa, đáng thương lắm. Câm miệng đi. Ngươi không cứu được họ à? Đừng hỏi nữa. Họ bị thương rồi sao? Họ đã chết rồi. Chính ta đã hại chết họ. Ngươi muốn chấp nhận hình phạt, lấy cái chết để chuộc tội. Tội của ta sao có thể chuộc hết được? Thiếu Kiếm Ba, ngươi là kẻ nhu nhược không? Chết ta cũng không sợ. Cho dù ngươi chết rồi, vợ con ngươi cũng có sống lại được không? Họ ở suối Vạn Linh Thiên sẽ nói ngươi như thế nào? Phu nhân ngươi chắc chắn sẽ nói: tướng công phải tiếp tục sống thật tốt. Con trai ngươi chắc chắn sẽ nói: cha, cha phải báo thù cho con. Cho nên bây giờ ngươi nhất định phải nghe lời ta. Người đâu? Có. Đưa chìa khóa cho ta. Không, Bao đại nhân có lệnh. Cái gì? Bao đại nhân có lệnh. Mau đi thôi. Vô ích thôi. Chúng ta chạy không thoát đâu. Ta chính là con tin tốt nhất, ngươi quên rồi sao? Rốt cuộc cô là ai? Sao ai gặp ta cũng hỏi câu đó? Mau chạy trốn đi, ngốc quá. Cứu ta với. Cứu ta với. Cá bấm đại nhân, Thiếu Kiếm Ba bắt công chúa làm con tin vượt ngục trốn rồi. Không được làm lớn chuyện, cứ để họ đi. Dạ. Thiếu Kiếm Ba với công chúa là mục tiêu của Lôi Tinh Hà. Đi theo hai người này, chắc chắn sẽ tìm ra tung tích của Lôi Tinh Hà. Đằng sau Lôi Tinh Hà này chắc chắn còn kẻ chủ mưu. Việc gì tới cũng sẽ tới. Triển hộ vệ, an nguy của công chúa rất quan trọng. Người phải hành sự cẩn thận. Dạ.
Sáo của huynh là bị gãy hay bị bể vậy? Thiếu Kiếm ba, huynh khóc sao? Ta có lỗi với họ, là ta đã hại họ. Ta nhất định phải đòi lại công bằng cho họ. Ngự sử Trương Thiệu tối nay ở chùa Kim Long. Quỳnh muốn đi đâu? Cô ở lại đây, nghỉ ngơi sớm đi. Trên tờ giấy viết gì vậy? Có một câu đó từ đâu bay tới? Quỳnh nhất định phải đi sao? Chẳng lẽ còn có người quan trọng hơn ta sao? Quỳnh đi đi. Ta biết ta không nhìn lầm người đâu. Dù người ta coi Quỳnh là gì, ta tin rằng chuyện mà Quỳnh làm chắc chắn có lý do. Đa tạ cô. Khoan đã, đây là đồ của Thiên Trúc Phật Quốc phù hộ bình an, huynh giữ đi. Đi đi, nó sẽ bảo vệ huynh. Bắt hung thủ lại, sống hay chết đều được. Đuổi theo. Chưa ngủ à? Đói chưa? Để ta. Mau ăn đi. Cái này là ta đích thân nấu đấy. Thế nào, có ngon không?
Ngon lắm. Ngon thì ăn thêm một chút nữa, ăn hết luôn. Ăn ngon mà sao bộ dạng ngươi kỳ vậy? Vì tay ta đau. Ta nói Quỳnh nghe, hôm nay là lần đầu tiên ta vào bếp đấy. Đúng là vinh hạnh của ta. Thật sao? Đa tạ. Ta đi rửa mặt. Ôi trời ơi, đây đúng là vinh hạnh của ta. Triệu Linh, sao vậy? Lúc nãy có thích khách à? Không, lúc nãy ta lén ăn một miếng mì của huynh, vừa đắng vừa cay vừa mặn. Ôi trời ơi, khó ăn muốn chết. Chắc là cô nêm nếm gia vị nhiều quá chứ gì. Vậy lúc nãy sao huynh nói là ngon? Lúc nãy có phải là huynh sợ làm ta buồn cho nên mới nói ngon, đúng không? Rốt cuộc có phải không? Hơi đúng một chút. Ta ghét nhất là người ta nói chuyện giả dối trước mặt ta, a du nịnh nọt. Bằng hữu với nhau không phải như vậy, ngươi hiểu không? Bằng hữu quý nhất là nói thẳng, ngươi hiểu chưa? Bây giờ ta hiểu rồi. Được, bây giờ nói lại lần nữa, tô mì lúc nãy có ngon không? Không ngon gì hết. Là không ngon bình thường hay là không thể ăn nổi? Là không thể ăn nổi bình thường. Ta biết rồi. Sao cô lại khóc? Ta ăn nhiều còn cô ăn có chút xíu mà khóc cái gì? Đây là lần đầu tiên ta vào bếp, cứ tưởng sẽ nhận được khích lệ, ai ngờ đâu đổi lại là trận cười vô tình. Ai cười chê cô chứ? Cái gì mà không thể ăn nổi, ai nói đấy? Không phải cô ép ta nói sao? Ta chẳng qua chỉ thử huynh một chút thôi, ai ngờ đâu huynh vô tình như vậy. Chẳng qua chỉ là tô mì thôi mà. Một tô mì thôi, trong đó chứa đựng tấm lòng của ta đấy. Hay là như vậy đi, ta nấu tô mì cho cô ăn. Quỳnh ngoài giết người ra còn biết cái khác nữa sao? Thiếu Kim Bà vừa mới giết người xong, Lôi Bổ Đầu liền dẫn người chặn ngay ở cửa. Có thể điều động quan binh nhanh như vậy, thật khiến người ta khó hiểu. Lôi Bổ Đầu đối với nghi vấn của Triển Hồ Vệ có giải thích gì không? Chùa Kim Long nằm ở huyện Trung Mâu, ngự sử đại nhân tới dân hương, Tinh Hà đã cố tình phái người bảo vệ đại nhân. Làm vậy chẳng lẽ cũng là sai sao? Đây là biểu hiện của sự tận trung, không hề sai, ngược lại còn có công. Lôi Bổ Đầu dẫn người dây bắt Thiếu Kiếm Ba, sao lại để hắn chạy thoát? Theo như ta biết, với võ công của Lôi Bổ Đầu, nếu muốn bắt Thiếu Kiếm Ba thì dư sức. Công Tôn tiên sinh có điều không biết, vì hôm qua Lôi Tinh Hà bị Triển Chiêu đánh bị thương, hôm nay vết thương chưa khỏi nên mới để hung thủ chạy thoát. Tinh Hà còn muốn nhờ Phủ Khai Phong chủ trì công đạo đây.
sư huynh đồng môn so tài nghệ, thỉnh thoảng lỡ tay cũng là chuyện khó tránh khỏi. Công Tôn tiên sinh rõ ràng là đang bao che cho Triển Hồ Vệ. Hai người có chung một sư môn, nếu ta bênh vực bên này thì sẽ đắc tội bên kia. Cách làm như vậy, Công Tôn Sách cho rằng không được tốt cho lắm. Xin hỏi Lôi Bổ Đầu, từ khi Thiếu Kiếm Ba xuất đạo đã gây ra bao nhiêu vụ án rồi? Hắn giết chính mệnh quan triều đình. Nghe nói Lôi Bổ Đầu những năm qua vẫn luôn truy bắt Thiếu Kiếm Ba. Đúng vậy, Lôi Tinh Hà thể không đội trời chung với hắn, chân trời góc biển cũng phải bắt được hắn. Tinh thần thật đáng khen, dũng khí đáng khâm phục. Bao đại nhân muốn đề bà cậu tới phủ Khai Phong để giữ chức tổng bổ đầu, không biết ý cậu thế nào? Bao đại nhân vẫn luôn yêu quý nhân tài, đây là ý tốt của ngài ấy. Lôi Bổ Đầu đừng phụ lòng ngài ấy. Xin cho Tinh Hà suy nghĩ thêm vài ngày. Dĩ nhiên, Công Tôn Sách về chờ tin tốt. Cáo từ. Mời. Lão Bao, rốt cuộc lòng đang tính toán cái gì đây? Triển Hộ Vệ không hỏi, tại sao mời Lôi Tinh Hà sao? Đại nhân tự có diệu kế. Sao vậy? Ta vừa mới nhìn thấy một người quen. Cáo từ trước. Thiếu phu nhân. Đúng là cô rồi. Thiếu Kim Bà đã bị quan phủ bắt rồi sao? Cô nãy thoát rồi. Thiếu phu nhân, không phải cô bị nổ chết ở bờ sông sao? Sao may mắn thoát được vậy? Ta được ngư phu cứu sống, còn đứa nhỏ đâu? Ngư phu tốt bụng đó thay ta chăm sóc nó. Ta muốn trở về trước coi thử. Ai ngờ lúc đi ngang qua chùa Kim Long, nghe nói trong đó xảy ra án mạng, hung thủ lại là Thiếu Kiếm Ba. Trong lòng ta rất lo lắng, cho nên mới tới đây. Thiếu phu nhân, nhìn bộ dạng của cô có vẻ rất mệt mỏi. Hãy thuê cái kiệu trở về đi. Thiếu Kiếm Ba là kẻ địch của quan phủ, là vợ chàng thì không thể nhận ngân lượng của quan phủ. Đa tạ. Triển đại nhân từng tới bờ sông cứu giúp, ân tình này Khinh Yên mãi mãi không quên. Khinh Yên cáo từ. Mời. Chàng giết hắn cũng không cứu được người đã chết, còn hai mẹ con thiếp phải liên lụy. Chúng ta có thể sống bình an, không lo không nghĩ. Tại sao chàng không vì thiếp? Ít nhất cũng phải nghĩ cho con chúng ta chứ. Cô có biết cái gì gọi là sát thủ không? Ta biết. Cầm ngân lượng của người ta, phải giúp người ta giết người. Vậy cô có muốn nghe câu chuyện về sát thủ không? Muốn chứ. Ta thường nghe các thái giám kể chuyện về giang hồ mà. Thái giám? Cô là người trong hoàng thất. Ta nói thật cho huynh biết, huynh phải giữ bí mật đi. Chẳng lẽ cô lại nói với ta cha cô là Bao đại nhân? Nói thật cho huynh biết, ta là cung nữ trong cung. Cung nữ đâu có mất mặt, sao phải giấu giếm chứ? Ta
ta từ trong cung trốn ra ngoài, sợ bị người ta phát hiện rồi bắt về. Với lại ta sợ thân phận của ta thấp hèn, huynh không thèm đi chung với ta. Dù là danh môn khuê tú, gia thế hiển hách, cũng không cao quý bằng cô. Nếu cô không nói ra, người ta còn tưởng cô là công chúa. Không phải huynh muốn kể chuyện sao? Mau kể đi. Đó là chuyện từ rất lâu về trước. Gia phụ bị người ta du hại, tới nha môn kiện. Ai ngờ đâu, huyện quan nhận hối lộ, bức cung ông ấy bắt nhận tội, sau đó xung quân. Gia phụ trong lúc căm phẫn đã tự sát, gia mẫu cũng buồn tuổi chết theo. Một gia đình yên ấm cứ như vậy mà bị quỷ hoại. Huyện quan nào vậy? Nói ta biết đi. Ta nói ca ca ta. Hắn không còn làm chuyện phạm pháp được nữa. Ngay trong đêm đó, ta đã giết chết hắn. Giết hay lắm. Bắt đầu từ hôm đó, ta mới biết trên đời này có quá nhiều chuyện bất công. Có rất nhiều bá tánh chịu oan ức mà không biết đi đâu kiện. Rất nhiều nha môn cấu kết với quan lại. Ta liền quyết định giết người vì dân, thay trời hành đạo. Nhưng mà chỉ một mình huynh sao? Ta chuyên đi điều tra án quan, hỏi thăm khổ chủ, trừng trị những kẻ không coi quốc pháp ra gì, nêu cao chính nghĩa. Thật là hay quá. Mấy khổ chủ đó chắc chắn rất biết ơn huynh. Họ cho huynh bao nhiêu tiền? Họ đều là người nghèo khổ, sao ta có thể lấy tiền của họ? Không có tiền, không có tiền. Chỉ có nguy hiểm, chỉ có máu tươi, chỉ có chết chóc. Huynh làm như vậy thì đâu có ai biết. Ta quyết định nói với ca ca ta. Ca ca cô là ai? Ca ca ta, ca ca ta, ca ca ta là người quyết thư. Ta sẽ kêu huynh ấy viết ra câu chuyện anh hùng của huynh. Anh hùng? Ta mà anh hùng gì chứ? Mấy chuyện đó phu nhân huynh có biết không? Huynh không kể cho cô ấy nghe sao? Sao ta có thể kể cho nàng ấy nghe, để cô ấy biết trượng phu của mình giỏi cỡ nào? Có giỏi tới đâu cũng chỉ là một người luôn trốn trong bóng tối. Sự hy sinh của huynh quả thật quá lớn. Huynh muốn làm chuyện này tới khi nào? Hôm nay. Hôm nay? Vậy là ý gì? Tâm tư sức lực của ta đã cạn, đã tới lúc nên quy ẩn điền viên rồi. Quy ẩn điền viên. Ta đi với huynh. Huynh dạy võ công cho ta, ta có thể nấu cơm giặt đồ cho huynh. Dù chân trời hay góc biển, ta đều theo huynh. Cô đi ngủ đi. Huynh hứa rồi nhé, dẫn ta theo đi. Được rồi, đi ngủ đi. Kiếm ba, chàng đang giết cái gì vậy? Có lẽ lần này không phải là giết cho thiếp. Thiếp đã khuyên chàng bao năm nay, nhưng chàng không chịu rút khỏi giang hồ. Hôm nay chàng lại vì cô ta mà muốn quy ẩn điền viên. Kiếm ba, mộng đã tỉnh,
tình đã tan, tâm đã chết. Đời này kiếp này, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Gieo quẻ đoán tương lai. Kẹo hồ lô đây, mua đi khách quan. Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Bao đại nhân cố tình cho Lôi Tinh Hà làm tổng bổ đầu. Hắn còn kiên kỵ nên chắc chắn sẽ đi hỏi ý của kẻ chủ mưu. Các cậu thay phiên canh chừng, đừng để mất dấu. Kẹo hồ lô. Nghinh Xuân Cát. Thái đại gia, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Hôm nay ta cố tình tới đây để ủng hộ Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đã ở trong phòng hầu hạ khách quý rồi. Đa tạ mama. Bái kiến quý tiên sinh. Tin tức của người, Dương gia đã chứng thực rồi. Công chúa có trốn ra khỏi cung. Tinh Hà biết chuyện quá trễ. Nếu không, công chúa đã nằm trong tay chúng ta rồi. Vạn Tuế đã bí mật lệnh cho Bao Chẩn, Phủ Khai Phong phải lập tức đưa công chúa về. Phủ Khai Phong muốn Tinh Hà nhậm chức tổng bổ đầu, đúng là khó hiểu thật. Không phải trước giờ ngươi vẫn luôn thèm khát cái chức vị đó sao? Đó là trước đây. Nhưng từ khi đi theo Dương gia, Tinh Hà đã không còn bận tâm tới nó nữa. Cao Minh, Tinh Hà trở về sẽ từ chối Phủ Khai Phong. Không Cao Minh, ngươi đi nói với Công Tôn Sách, ngươi vui lòng chấp nhận. Nhưng mà quý tiên sinh, ta đã trở mặt với Triển Chiêu. Phủ Khai Phong đã biết rõ về ta. Chính vì bọn họ không biết nên mới dùng cách này để âm thầm điều tra manh mối. Người cứ tương kế tự kế, thâm nhập Phủ Khai Phong, tra rõ tung tích của công chúa. Nếu tìm được tung tích của công chúa,
bọn họ chắc chắn không giấu được ta. Dương gia nói, nếu như tìm được công chúa, ngài ấy sẽ cho người cưới cô ta. Cưới công chúa. Tin tức từ phủ Khai Phong truyền ra là tối qua công chúa đã cứu Thiếu Kiếm Ba ra ngoài rồi. Bây giờ hai người đó chắc chắn đi chung với nhau. Tinh Hà sẽ đi điều tra ngay. Tự lo cho mình. Lôi Phò Mã. Dạ. Mặt trời mọc rồi. Thiếu Kim Ba, xuất phát thôi. Không phải người trong giang hồ. Đừng lăn lộn giang hồ nữa. Lừa đảo. Chúng ta không cùng loại người. Đi theo ta chỉ khiến cô mệt mỏi khổ sở. Huynh trưởng của cô bây giờ chắc chắn đang rất nhớ cô. Trở về đi. Lừa đảo. Lừa đảo. Lôi Tinh Hà đang ở trong đó. Hắn không giống kẻ háo sắc. Kỹ diện như vậy, bình thường hắn không bao giờ bước vào. Trong đó chắc chắn có người liên lạc. Ở đây giao cho ta. Ngươi đi lo cho công chúa đi. Công chúa có Thiếu Kiếm Ba lo rồi. An toàn lắm, không sao đâu. Sao vậy? Thiếu Kiếm Ba. Đại gia, mời vào trong. Hắn cũng đã vào kỷ diện rồi. Vợ con hắn vừa mới chết, sao hắn còn tâm trạng ăn chơi chứ? Có bộ tiên sinh đoán trúng rồi. Kỷ diện này có vấn đề. Ở đây cứ giao lại cho ta. Cậu mau chóng đi tìm công chúa về. Dạ. Tần Thị Lan hôm nay ở Ngân Xuân Cát. Đây là tin mới gửi cho Thiếu Kiếm Ba. Tần Thị Lan này chắc chắn đã làm nhiều chuyện ác hại người. Thiếu Kiếm Ba không biết được tin này, vậy hắn vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Ta phải trở về nói với ca ca bắt hắn mới được. Không được. Nếu như ta trở về thì không thể đi hành tẩu giang hồ được nữa. Không sao cả. Ta sẽ tự đi trừ khử hắn là được chứ gì. Triển Chiêu bái kiến công chúa. Người tới đây làm gì? Triển Chiêu mời công chúa mau chóng rời khỏi đây. Ta không đi. Công chúa, Thiếu Kim Bà đã đi rồi. Nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? Ngươi muốn hù ta sao? Bổn công chúa không dễ hù đâu. Công chúa coi chừng. Công chúa đi mau. Triển Chiêu mau kêu bọn chúng dừng tay. Công chúa không kịp đâu, đi mau. Người giống Tiểu Bao Công quá.
công chúa, đi mau. Ở đây đâu có ai đâu, sợ gì chứ. Ôi trời, bọn họ tới từ đâu vậy? Công chúa đừng sợ, có triển chiêu đây. Hết đường rồi. Nắm chặt ta, nhắm mắt lại, đi. Đại gia, ngài phải về sao? Bữa khác ghé nữa nhé. Hôm nay ngài uống thêm vài chung đi. Vị đại gia này, ngài muốn tìm... Đại gia, ngài muốn tìm vị cô nương nào, cứ nói với ta trước đi. Hà Hoa đâu? Hà Hoa, Hà Hoa không được khỏe. Để ta giới thiệu cô nương khác cho ngài nhé. Ta tìm Hà Hoa. Nó, dù cô ta bị bệnh, ta cũng phải vào tìm. Đại gia, để ta giới thiệu cô nương mới cho ngài nhé. Tên là Tuyết Nương, phải nói là quốc sắc thiên hương đấy. Nếu bà còn không nói cho ta Hà Hoa ở đâu, thì mấy ngón tay của bà, ta sẽ bẻ gãy từng ngón một. Cô ta ở đâu? Nó, đi. Hà Hoa, ân công Hà Hoa, tên ác tặc sát hại cả nhà cô, rồi đem bán cô vào hố lửa này, không còn uy hiếp được cô nữa. Trương Ngự Sử, tối hôm qua ta đã cho hắn đi gặp Diêm Vương rồi. Ân công, ta thay cha mẹ và tỷ tỷ đã chết của ta tạ ơn người. Giấy bán thân đâu? Ở, lấy tới đây. Đủ chưa? Đã đủ rồi. Hà Hoa, cô tự do rồi, hãy xé nó đi. Đi. Triển hộ vệ, triển hộ vệ, triển hộ vệ, ngươi không thể bất tỉnh được, lỡ như bọn sát thủ đuổi tới phải làm sao? Triển hộ vệ, công chúa là người cứu ta sao? Dĩ nhiên rồi. Ở đây đâu có ai khác. Nội công của người kém quá, chỉ vậy thôi mà cũng bất tỉnh. Sau này phải luyện nhiều hơn. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Chúng ta đang ở đâu đây? Chắc đang ở vùng Thanh Dân Phố ngoại thành. Sao vậy? Ngươi bị thương rồi? Chỉ là vết thương nhỏ ngoài da, không sao đâu. Công chúa, chúng ta đi. Ngươi còn chảy máu nữa kìa. Công chúa, người băng bó vết thương cũng rành quá chứ. Tối qua tớ còn băng bó cho Thiếu Kiếm Ba nữa đấy. Tối qua Thiếu Kiếm Ba lại giết Ngự Sử Trương Chiêu. Ngươi đừng trách làm quân ấy, quân ấy vì dân trừ hại thôi. Hắn là sát thủ,
Ngươi đúng là lòng dạ tiểu nhân. Ta cho ngươi biết, đám tham quan ô lại bị quân ấy giết là đáng đời. Cái gì? Chuyện này nói ra dài lắm. May mà kinh nghiệm giang hồ của ta phong phú, dựa vào tất cả manh mối, cẩn thận suy đoán, cuối cùng ta phát hiện Thiếu Kiếm Ba không phải là sát thủ, mà là anh hùng dân tộc. May mà ta di phục xuất cung, thâm nhập dân gian, thị sát dân tình, mới phát hiện bí mật to lớn này của giang hồ. Nếu không đã vu oan cho một người vô tội rồi. Ta vừa khen Thiếu Kiếm Ba, ngươi liền không vui. Ngươi công chúa đi mau. Kiếm Ba, tình nghĩa vợ chồng 10 năm, vậy mà trong thoáng chốc lại tan thành mây khói. Chàng kêu ta làm sao đối mặt với sự thực này đây? Kiếm Ba không phải loại người đó. Có khi nào ta hiểu lầm không? Có lẽ chuyện ta nhìn thấy không phải là thật. Ta nên trở về hỏi chàng ấy rõ ràng. Đúng là thứ không biết xấu hổ, nhìn kia. Tình Thiếu Kiếm Ba này đúng là hèn hạ bỉ ổi. Ngày nào cũng tới Nghinh Xuân Cát bọn ta chơi bời, còn nợ cả đống tiền. Nhìn hắn đi, đúng là không biết nhục mà. Triển Chiêu, Phủ Khai Phòng tới phá án, người không liên quan tránh ra. Thiếu Kiếm Ba, mau lên, mau thả Kiếm Ba ra. Dạ. Lôi Tinh Hà, người muốn làm gì? Cái này mưu sát ngự sử Trương Chiêu, Triển Hộ Vệ với tại hạ cùng nhìn thấy. Bây giờ Triển Hộ Vệ muốn thả hung thủ, không biết là quý đồ gì. Giết người dĩ nhiên ra công đường xét xử, sao lại lạm dụng tư hình? Lập tức thả người. Khoan đã, Phủ Khai Phong phá án ai dám ngăn cản? Ta là tổng bổ đầu của Phủ Khai Phong, bắt người phá án thẩm vấn đều phải hỏi qua ta. Bao đại nhân lú lẫn rồi, mới đi cho loại người như ngươi làm bổ đầu. Lôi Tinh Hà giữ chức này thì phải phụ trợ bao đại nhân bảo vệ quốc pháp. Triển Hộ Vệ tiếp chỉ. Có Triển Chiêu, bốn công chúa lệnh cho người lập tức thả Kiếm Ba ra. Kẻ nào trái lệnh chém. Triển Chiêu tuân chỉ. Lôi Tinh Hà, Kim Bài Tiên Đế ở đây, người dám ngăn cản không? Tinh Hà không dám.
Quỳnh có sao không? Ta cứu hắn mà hắn không cảm ơn tiếng nào, bỏ đi một nước. Lần nào cũng vậy hết, đồ nhà quê. Công chúa thả hung thủ đi, vẫn nên trở về giải thích với bao đại nhân. Ta còn chưa tính sổ với người. Lại bộ Tần Thị Lan ở trong đó phải không? Dạ, ở trong đó. Dẫn ta vào trong. Công chúa, người không thể vào. Tại sao? Vì chỗ này là Ngân Xuân Cát. Công chúa muốn gặp Tần Thị Lan, chờ lên triều rồi gặp. Không kịp nữa, ta muốn tìm hắn bây giờ. Công chúa, để Triển Chiêu vào trong mời Tần đại nhân ra đây bái kiến công chúa. Không cần đâu, ta trực tiếp vào đó thì được rồi. Công chúa, công chúa muốn gặp Tần đại nhân, rõ ràng là có chuyện gấp. Người cứ liên tục cản trở là không coi công chúa ra gì. Ai cần ngươi nịnh bợ? Triển hồi vệ bảo vệ bổn công chúa. Dạ. Tần Thị Lan, chắc ngươi nhận ra ta. Công chúa thiên tuế, thiên tuế. Ra ngoài. Tần Thị Lan, ngươi có từng nghe cái tên Thiếu Kiếm Ba chưa? Có nghe nói. Người này chuyên giết mệnh quan triều đình. Vậy chắc ngươi không biết Thiếu Kiếm Ba là ai, có phải không? Tiểu nhân không biết. Ta cho ngươi biết, Thiếu Kiếm Ba chính là ta. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Công chúa tha mạng, xin tha mạng. Tần Thị Lan, những chuyện khuất tức mà ngươi làm, cài hết ra đi. Tiểu nhân trước giờ tuân thủ pháp luật, không có dám. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ. Vậy thì đừng trách Thiếu Kiếm Ba ta không khách sáo. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng. Nói hay không nói? Tần Thị Lan, công chúa. Tần Thị Lan, Tần Thị Lan. Công chúa, bình tĩnh. Bảo vệ hiện trường, phong tỏa tin tức. Công chúa giết người cũng phải chịu tội như thứ dân. Khách quan, xin lỗi, phu nhân ở trên lầu nói cô ấy không muốn gặp ngài. Trưởng quầy, năn nỉ một lần nữa giùm ta. Phu nhân đó nhờ tôi nói lại, lòng đã chết từ lâu rồi. Ta thấy vị phu nhân đó khóc lóc đau lòng lắm. Hay là ngày mai ngài hãy tới. Công chính liêm minh. Dương pháp như trời, xin công chúa thứ cho bao chưởng không thể hành lễ. Miễn lễ. Trước khi định tội, công chúa vẫn là một thân trong sạch. Người đâu? Có. Đem ghế ra đây. Dạ. Tổng bổ đầu, hãy kể lại tình hình vụ án.
khải bẩm đại nhân, chỉ vì công chúa di phục xuất cung nên từng có hiểu lầm với Tinh Hà. Nếu để Tinh Hà kể lại tình hình vụ án sẽ mất đi tính công bằng. Theo người thì sao? Lúc xảy ra vụ án, Triển Chiêu cũng có mặt tại hiện trường. Có người của Triển Chiêu công chính vô tư, mọi người đều biết. Để hắn kể lại vụ án sẽ không có gì phải lo. Đánh đi, giết ta đi, có giỏi thì chẻ ta ra làm đôi, thiêu cháy ta thành tro đi. Kiếm ba, mau lên đây đi. Chính là con dao này sao? Phải. Lúc đó tình hình như thế nào? Lúc đó công chúa tay cầm con dao, ngồi cạnh thi thể, đưa lời khai của Triển Chiêu cho công chúa coi. Công chúa thấy lời khai của Triển Chiêu có đúng sự thật không? Câu nào cũng là thật. Theo lời khai của nhân chứng, công chúa bị tình nghi giết người nhiều nhất. Dương tử phạm tội như thứ dân. Người đâu? Có. Giải công chúa vào trong đại lao. Dạ.